Như đã thông báo trước là hôm nay chúng ta có mục sư Nguyễn Hữu Ninh đến để giảng cho chúng ta ngày hôm nay, và ông bà cũng đến thờ Phượng Chúa buổi sáng ngày hôm nay với chúng ta và đi theo ông bà. Xin mời ông bà mục sư đứng lên để hội thánh biết và chào mừng. Dạ, đi với ông bà mục sư Ninh là bà nhạc sĩ Linh Phương. Bà Linh Phương nhiều năm trước đã từng hỗ trợ cho hội thánh của mục sư Ninh, và bà cũng dạy hát và đàn ở thành phố Houston này rất là lâu năm. Hình như là bà mục sư Hiền muốn có lời chia sẻ gì đó phải không? Dạ, nhiều năm thì nhà tôi cũng làm học trò của bà Linh Phương, và học cũng đàn, keyboard và cũng hát một số bài, tập hát một số bài, tạ ơn Chúa. Ngoài ra thì chúng ta còn có ngoài ra thì trong tuần quý ông bà anh chị em có niềm vui nào bước lên đây để cùng chia sẻ với hội thánh hay là không? Có một người mới về từ Việt Nam đi du lịch. Chị Thu Hồ đã trở về. Chị Thu Hồ. Dạ, xin kính chào Hội Thánh. Tôi cảm tạ Chúa, cũng như cảm tạ Hội Thánh đã cầu nguyện cho tôi trong suốt thời gian tôi ở Việt Nam, và tôi về đến Mỹ đều được bình an. Và trong thời gian mà tôi ở Việt Nam, có rất nhiều chuyện vui, cũng nhiều chuyện buồn đối với tôi. Nhưng Chúa luôn luôn ở cùng tôi, và Ngài dẫn dắt tôi trong mọi sự. Xin cảm tạ Chúa, cũng như cảm tạ Hội Thánh. Xin ạ. Dạ, tạ ơn Chúa. Có ai muốn chia sẻ làm chứng nữa không? Nếu không có, xin kính mời chị Liên bước lên đây hướng dẫn thờ phượng. Dạ, xin kính chào quý ông bà mục sư Nguyễn Hữu Ninh cùng quý thân hữu đã đến. Gia đình của ông mục sư Nguyễn Hữu Ninh đã đến tham dự lễ thờ phượng với chúng ta. Xin kính chào quý ông bà mục sư Bùi Thế Hiền và Trần Hoàng Việt cùng con cái Chúa trong hội thánh Baptist Sugarland. Thật là phước hạnh và vui mừng khi hôm nay chúng ta lại có thêm một diễn giả mới là ông mục sư Nguyễn Hữu Ninh đến chia sẻ lời Chúa cho chúng ta hôm nay. Và cũng thật là vui mừng khi mọi người con cái chùa của chúng ta được đến nhà, đến hội thánh là nhà của Ngài. Và chúng ta, những con cái Chúa, luôn nghe lời giảng dạy trong Kinh Thánh,
Tôi sẽ đọc trong Kinh Thánh Công Vụ đoạn 2 câu 46a nói rằng: Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ. Và trong Hebrew đoạn 10 câu 25, Kinh Thánh nói rằng: Chớ bỏ sự nhóm lại như những kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và về anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Tạ ơn Chúa vì mọi điều con cái Chúa trong hội thánh Baptist Sugarland luôn trung tĩnh với lời giảng dạy của Ngài. Giờ này đây, để tiếp tục chương trình, chúng con nghe lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 95 đoạn 2 Kinh Thánh nói rằng: Hãy đến trước mặt Chúa cảm với lời cảm tạ, reo mừng và hát ca ngợi Ngài. Giờ này đây xin kính mời ban hát dẫn.
lời Chúa hứa sẽ ban phước cho những ai kêu cầu Ngài. Giờ này đây, xin kính mời mục sư Trần Hoàng Việt cầu nguyện khai lễ. Dạ, xin kính mời ông. Cảm ơn Chúa Liên, xin mời tất cả quý ông bà anh chị em cùng hướng về Chúa và cầu nguyện. Kính lạy Cha nhân từ là Cha yêu thương chúng con. Chúng con biết Ngài là tốt, Ngài là nhân từ, bởi vì Ngài là đấng đã tạo dựng của chúng con. Ngài thương yêu chúng con, Ngài cho chúng con có hơi sống, có hơi thở, có ánh sáng mặt trời, và đặc biệt những ngày qua có những cơn mưa làm mát lạnh đất này. Những thiên tai đại nạn luôn luôn xảy ra chung quanh, ơn mưa móc của Ngài vẫn còn, nhưng từ những ngày chúng con ở đó, và Ngài vẫn bảo vệ chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Giờ này chúng con cùng nhau đến đây thờ phượng Chúa, cầu nguyện Chúa ở cùng chúng con, hướng dẫn chúng con, giúp chúng con bỏ đi những suy tư khác để chúng con hướng về Chúa, giúp chúng con bỏ đi những buồn phiền cuộc sống để chúng con hướng về Chúa, giúp chúng con bỏ đi những lo lắng cho đời sống để chúng con hướng về Chúa và chúng con thờ lại Ngài. Bởi vì Ngài Chúa cũng mừng Chúa, vua cũng mừng vua, Ngài đã hy sinh đời sống của mình, hy sinh con riêng của Ngài, con độc thân, con độc nhất của Ngài để xuống thế gian này chịu khổ, từng lần roi, từng nát thịt, chịu bị dục mà để cho chúng con được tha tội. Chúng con cảm ơn Ngài và cầu nguyện Chúa hướng dẫn những bạn chị em con đường tới đền bình an để chúng con cùng nhau thờ lại Chúa. Và cầu nguyện Chúa ban phước đặc biệt cho mục sư Hương Linh để khi lời ông rao giảng đạt được ý của Ngài và mở lòng chúng con để con đón nhận ý Chúa và trong thời điểm này chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con cùng nhau hiệp nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin cảm ơn mục sư Trần Hoàng Việt. Xin hội thánh đồng ngồi. Thưa hội thánh, nhờ đọc và suy ngẫm lời Chúa mà tâm hồn chúng ta được biến đổi. Nhờ đọc và sống theo lời Chúa hàng ngày, đời sống của chúng ta mới phát sinh những hoa trái thánh thiện, phục vụ trong yêu thương và lòng nhiệt thành trong truyền giáo. Như trong Thi Thiên Kinh Thánh nói rằng, đoạn 105 kinh 111 câu 105 nói rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi. Xin kính mời quý hội thánh cùng ban hát dần tôn vinh Chúa bài thánh ca lời Chúa. Lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần con kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con. Soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là để soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Giêsu xin dẫn cho chúa thương con mỗi bước, dù lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dẫn dắt, xin luôn cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào.
tin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối, Ngài vẫn đi bên cạnh con hàng ngày. Con sẽ không nao núng, Chúa luôn gần con mỗi bước. Nguyện xin đi gần con mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Lòng con ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước, dù lắm khi con còn đi lầm đường. Giêsu xin dẫn dắt, xin luôn cầm tay vững chắc, nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi cho con mỗi bước, chiếu vào. Cho chúng con nhạy bén với tiếng phán của Ngài trong mọi hoàn cảnh, và giữ lòng con luôn yên tĩnh để lắng nghe tiếng Chúa. Xin kính mời quý hội thánh cùng ban hát tôn vinh Chúa bài thánh ca Lắng Nghe Tiếng Chúa. Thank you.
sinh cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vẫn theo ý Chúa. Xin cho con biết thương hại ngàn đời lời Chúa đã truyền bá. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chữa chan hy vọng, là đường để con ăn dối mưa. Lời Ngài được chứng nhận niềm vui cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho nhân gian. Cảm ơn ba thánh hiền. Thưa hội thánh, trong Hebrew kinh thánh đoạn 13 câu 16 nói rằng: chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin kính mời quý hội thánh cùng tôi tôn vinh Chúa bài thánh ca dân Chúa Thủy Chung, và xin kính mời ban phụ nữ nhân tiền dân cầu nguyện và dân của lễ lên cho Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa là đấng bình an, là đấng công bình. Chúa đã ban cho chúng con một tuần lễ vừa qua được mọi sự vinh an. Và sáng hôm nay Chúa cũng cho chúng con đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng con có số tiền này kính dâng lên cho Chúa. Xin Chúa Ngài nhận lãnh lấy với tất cả tấm lòng biết ơn của chúng con. Xin Chúa cũng ban phước lợi cho tất cả quý ông bà anh chị em của chúng con sáng hôm nay. Xin Chúa cũng ban cho tất cả các chương trình hợp phượng của chúng con còn lại sáng hôm nay được mọi sự bình an trong thánh ý tốt đẹp của Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính xin mời quý ông bà anh chị em cùng ngồi. Kính thưa hội thánh, tôi sáng nay mời quý vị, những ai có niềm vui nào thì bước lên đây để chia sẻ. Tôi có hai niềm vui và tôi chờ đợi để giờ này đây chia sẻ niềm vui. Thứ nhất là được tiếp đón bà Linh Phương, giáo sư âm nhạc, nhạc sĩ đến thờ phượng với chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Nhưng mà đặc biệt tôi cũng muốn mời bà Linh Phương đàn cho chúng ta nghe một bài nào đó. Xin bà chọn lựa để hội thánh cùng được thưởng thức tiếng đàn của bà. Và quý ông bà anh chị em, những ai muốn học nhạc, học hát
rất có thể liên lạc với bà để mà theo đuổi. Dạ, xin kính mời bà. Tiếng đàn điêu luyện khỏa lấp lời ca cảm động. Thành ra tạ ơn Chúa hôm nay có một ơn phước thật là lạ lùng, và chúng ta được nghe bà Mục Sư Hiền hát tôn vinh cho chúng ta với lại cái sự phụ họa của bà Linh Phương. Giờ này xin kính mời em Nhã Ca hướng dẫn Hội Thánh đọc Kinh Thánh đối đáp. Chiên từ câu 8 đến câu 3. Dạ, đoạn 3 câu 11. Những hỡi con người, hãy lắng nghe điều ta phán với con. Đừng nổi loạn như nhà hay nổi loạn ấy. Hãy mở miệng ra ăn vật mà ta ban cho con. Tôi ngước nhìn và thấy một bàn tay cầm một cuộn sách đưa về phía tôi. Ngài mở cuốn sách ấy ra trước mặt tôi, đó là cuốn sách có chữ viết cả bên trong lẫn bên ngoài, với những lời đầy đau thương, than khóc và khốn nạn được chép vào đó. Phán với tôi rằng, hỡi con người, hãy ăn vật mà con thấy, hãy ăn cuốn sách này rồi đi và nói với nhà Israel. Ngài mở cuốn sách ấy ra trước mặt tôi,
đó là cuốn sách có chữ viết cả bên trong lẫn bên ngoài với những lời đầy đau thương. Tôi mở miệng ra và Ngài khiến tôi ăn cuốn sách ấy. Ngài phán, hỡi con người, hãy lấy cuốn sách ta cho mà ăn cho no dạ, làm cho đầy bụng. Vậy tôi ăn vào và thấy trong miệng ngọt như mật. Ngài lại phán, hỡi con người, hãy đi đến nhà Israel và truyền những lời ta cho họ. Ta không sai con đến với một dân ngoại nói tiếng khó hiểu, mà đến với nhà Israel. Cũng không sai con đến với nhiều dân tộc nói tiếng khó hiểu, giọng khó nghe, khiến con không thể hiểu được. Mà giá như ta sai con đến với họ thì chắc họ sẽ nghe con thôi. Nhưng nhà Israel sẽ chẳng nghe con, vì họ không muốn nghe ta, vì cả nhà Israel đều cứng tráng, cứng lòng. Này, ta sẽ làm cho con, ta sẽ làm cho mặt của con trai cứng để đối mặt với họ, và trán của con trai cứng để chạm trán với họ. Ta làm cho trán con cứng như kim cương, rắn hơn đá lửa. Đừng sợ hãi họ, cũng đừng run rẩy vì bộ mặt của họ, vì họ là nhà nổi loạn. Rồi Ngài phán với tôi rằng, hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán với con. Hãy đi đến với những người bị lưu đày, đến với đồng bào con và nói với họ rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, cho dù họ có nghe hay không. Con xin cảm ơn Hội Thánh, con kính mời Mục sư Nguyễn Hữu Ninh giảng luận hôm nay ạ. Cảm ơn cô Nhã Ca rất nhiều đã hướng dẫn chúng ta đọc Kinh Thánh đối đáp. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi có một niềm vui mừng thứ hai là ngày hôm nay có tôi tới Chúa kỳ cựu ở trong thành phố Houston của chúng ta là Mục sư Nguyễn Hữu Ninh đến để chia sẻ lời Chúa cho Hội Thánh. Ông Mục sư tới Houston từ năm 1975 và thiết lập Hội Thánh, có lẽ là Hội Thánh đầu tiên ở Houston này của, cho người Việt Nam chúng ta ở phía Bắc của Houston. Rồi sau đó thì nhiều mục sư lỗi lạc khác tiếp tục tới Hội Thánh đó để thay thế mục sư quản nhiệm Hội Thánh và mục sư quản nhiệm các Hội Thánh khác, đặc biệt là Hội Thánh Lutheran. Và tôi cũng có dịp đến thờ phượng ở trong Hội Thánh của mục sư nhiều lần và tạ ơn Chúa khi nghe ông mục sư cũng rình rang có thời giờ, thì tôi nghĩ tới rằng không có gì tốt hơn cho tất cả cá nhân tôi cũng như tất cả quý ông bà anh chị em được nghe lời Chúa qua tôi tớ sâu nhiệm của Ngài. Thành ra xin kính mời ông mục sư. Cảm ơn mục sư quản nhiệm Bùi Thế Hiền là bạn của các anh em chúng tôi tại vùng thành phố Houston. Điểm thứ nhất
cũng bất ngờ là sáng hôm nay thì nhà tôi và tôi cũng như vợ chồng con trai lớn có dịp đến nhóm thờ phượng Chúa tại đây, và có bà Linh Phương. Bất ngờ là ông có mời bà đánh đàn và để cho bà Hiền solo. Không biết có nói trước hay không, nhưng mà tôi cũng không có nói đến cái vấn đề này. Bà Linh Phương là gốc lớn lên từ giáo hội Công giáo La Mã, cho đến bà sống định cư tại Orlando, và sau đó bà đi qua bên thành phố này, và đến năm 2005 bà đã chuyển hướng đức tin và nhóm với Hội Thánh Lutheran từ năm 2005 cho đến nay là director của về nhạc ở tại Hội Thánh Lutheran từ năm 2005 cho đến nay. Dạ. Điểm thứ hai thì ông Mục Sư Hiền mời tôi giảng. Ông có nói là lúc này đánh răng, thật sự thì sau 55 năm hầu việc Chúa thì cũng mới được đánh răng, có thể đi đến một hội thánh khác vào sáng Chủ nhật vào lúc 10 giờ 11 giờ. Chứ còn trước đây là bận với mục vụ của hội thánh thì không có thể nào đi được. Buổi sáng hôm nay tôi thấy trong chương trình của ông Mục Sư Hiền thì thấy có các bài hát, nó cũng ăn khớp với đề tài của bài học hôm nay là tín hữu đối với lời Chúa. Có các bài như lời Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, tôi chắc cũng không cần phải nhắc lại những điều này, quý vị đã hát đi hát lại các bài hát này. Chúng ta cũng vừa đọc khúc Kinh Văn Ezechiel qua thể đối đáp. Biết bây giờ nó lên được chưa một chút? Ở trong Ezechiel chương thứ 3 đó, câu thứ nhất, bây giờ quý vị đã đọc rồi, bây giờ tôi xin hỏi quý vị, sáng nay thì tôi cũng không có ý làm diễn giả gì đâu, nhưng mà sẽ cùng các quý ông bà chị em học hỏi chung với nhau, sẽ có những câu hỏi và quý vị hiểu biết được lời Chúa thì cứ trả lời. Trong đoạn 3 câu thứ nhất này, quý vị tìm cho tôi 3 cái động từ mà Chúa phán với ông Ezechiel. 3 động từ đó là động từ nào? Có ai đọc qua và nói nhanh tí? Tìm ra được 3 động từ đó không? Tôi nói nhanh nha. Cho nên ăn, đi, nói, ra là 3 động từ. Nếu mà quý vị nghe bài chia sẻ của tôi sáng hôm nay, đi ra khỏi nhà thờ và quên đi những cái lời nói khác đó, bây giờ chỉ cần nhớ 3 cái điểm: ăn, đi và nói. Trước hết thì chúng ta suy gẫm đến ông Ezechiel. Ezechiel là trước giả của đại tiên tri Ezechiel. Tại sao nói là đại? Vì có đến 48 chương, dài lắm. Còn những cái tiên tri khác thì 1, 2, 3, 4, 5 thì gọi là nhỏ. Ông Ezechiel là trước giả của sách tiên tri này. Trong vấn đề học Kinh Thánh đó, thì chúng ta phải phân biệt được điều này. Ở ngoài đời về bình diện văn hóa đó, học văn chương, học thi ca thì nói đến tác giả Nguyễn Du hay là những tác phẩm của các người ngoại quốc,
khi họ sáng tác thi ca, thơ hay là một quyển tiểu thuyết, quyển sách thì gọi họ là tác giả. Nhưng mà trong Kinh Thánh thì chúng ta biết tác giả là Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh phán, và những người được Chúa lựa chọn đặc biệt ghi lại những điều Chúa phán và ghi lại ở trong Thánh Kinh Cựu và Tân Ước thì gọi họ là trước giả chứ không gọi là tác giả, vì tác giả là chính Chúa Thánh Linh. Ê-xê-chiên là một tiên tri của Chúa. Ông được huấn luyện trở thành một vị thầy tế lễ. Ông ở trong cái chi tộc Lê-vi, thầy tế lễ để thờ phượng Chúa tại đền thờ Jerusalem. Đến năm 587 trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh thì đế quốc Babylon mang đại quân đến xâm lăng đất Do Thái, hủy phá đền thờ Jerusalem, thắng trận, họ thâu tóm của cải vàng bạc châu báu của dân chúng, và đặc biệt những cái món đặc biệt ở trong đền thờ Jerusalem cũng bị tóm thâu và đem đi về Babylon. Họ bắt những thanh niên, phụ nữ, trai trẻ làm lưu đày ở tại Babylon. Trong số những người trẻ đó thì có ông Ê-xê-chiên. Trong lịch sử nước Do Thái thì chúng ta cũng biết được cùng khoảng thời gian này, Daniel và ba người bạn trẻ cũng bị bắt làm lưu đày, nhưng họ được vua của Babylon đãi ngộ một cách đặc biệt, cho họ ở trong hoàng cung. Trong khi đó, ông Ê-xê-chiên thì được cho sống ở trên dòng sông Kê-ba với những người đồng hương khác. Đó là chúng ta hiểu một cách khái quát về Ê-xê-chiên. Chúng ta không có thời giờ để nghiên cứu kỹ về ông này. Và đến năm thứ 30, tại dòng sông Kê-ba, ông đã được Thiên Chúa cho nhìn thấy khải tượng đặc biệt. Ở đây tôi xin muốn nói, Ê-xê-chiên là một sách tiên tri viết ra rất khó hiểu. Tuy nhiên, trong sách tiên tri Ê-xê-chiên cũng cho chúng ta biết rằng có một lời hứa đối với dân Do Thái. Dân Do Thái bị giết, và thành Jerusalem bị hủy phá, họ không còn có nơi thờ phượng nữa. Lúc bấy giờ Chúa cho ông Ê-xê-chiên nhìn thấy một khải tượng, những cái cánh đồng đầy những cái hài cốt khô thì chết. Nhưng rồi Chúa cho ông nhìn thấy một khải tượng đặc biệt là những hài cốt khô đó đầm đầy, có gân, có da, có thịt, có sự sống. Tức là Chúa muốn nói đến dân Do Thái dầu đã bị tuyệt diệt như thế, nhưng Chúa vẫn còn thương xót và cho nước Do Thái được tái phục hưng, được tái lập quốc và được thịnh vượng. Đó là cái lời hứa tiên tri đã được dự ngôn và được ứng nghiệm một phần, mà chúng ta biết rằng nước Do Thái đã được lập quốc và có được ở trong Liên Hiệp Quốc từ năm 1949. Lời tiên tri đó, dự ngôn đó đã được ứng nghiệm, và cũng nói rằng cái dân tộc Do Thái sẽ được phấn hưng, họ sẽ biết Chúa, họ sẽ thờ phượng Thiên Chúa là Chúa của họ. Giờ chúng ta đi qua một cách khái quát về sách Ê-xê-chiên. Chúng ta không có thời giờ đề cập đến nhiều, không có thời giờ nói đến ông Ê-xê-chiên nhiều.
Bây giờ tôi bố cục anh đi và nói ba điều rất đơn giản. Như tôi đã nói, nếu quý vị có quên đi những gì 20-30 phút tôi nói sáng hôm nay, khi ra về mà nhớ được ba điểm này là cũng quý lắm rồi. Bây giờ bài học này nó có hai phương diện. Thứ nhất là thuộc thể và thuộc linh. Thuộc thể là các là những cái sinh hoạt của thể chất này, cái cơ thể này, và thuộc linh là nói đến con người, những tín hữu có một cái đời sống thuộc linh ở trong bên trong. Giờ chúng ta nói đến vấn đề thuộc thể nghĩa đen. Trong từ ăn, ăn gì? Chúng ta biết rồi, người lớn, người nhỏ đều biết ăn lịnh là nhai những cái thức ăn. Ví dụ, các ba mẹ sinh ra em bé, mới lọt lòng mẹ, em bé được cho cái bầu sữa mẹ của mẹ cho bú, phải không? Nhờ cái sữa đó nuôi dưỡng em từ ngày này qua đến ngày kia, tuần này, tháng kia. Rồi qua nhiều tháng như thế, em được mạnh. Chúng ta thấy, quan sát cái sự lớn lên của một trẻ sơ sinh. Cái sữa đó làm cho em được mạnh, được khỏe. Và sau nhiều tháng đó, gần đến một tuổi, thì em không nằm yên nữa, mà bắt đầu cử động, hoạt động. Em lật rồi thì nằm ngửa, nằm thế này lật rồi em bắt đầu em trường tới như là bơi đó. Rồi em mạnh hơn thì em bắt đầu ngồi lên rồi sau đó cũng nhờ thức ăn nuôi dưỡng tiếp tục thì cái cơ thể của em mạnh, em bắt đầu đứng lên rồi bước đi, những bước đi có thể bị té nhưng mà những cái sinh hoạt đó, những cái hoạt động đó chứng tỏ rằng em nhờ cái thức ăn mà mẹ nuôi mình đó để được mạnh, được lớn lên mỗi ngày, mỗi tuần lễ, mỗi tháng như vậy. Bây giờ chúng ta nói đến vấn đề thuộc linh. Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng trong Giăng đoạn 1 câu 12, khi chúng ta tin Chúa Giêsu Christ thì quyền năng của Chúa Thánh Linh khiến chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời. Chúng ta gọi Ngài bằng Cha. Ở trong Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2 câu thứ 2 thì cho chúng ta biết rằng sữa thiêng liêng dành cho các con đỏ thuộc linh. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta là con đỏ thuộc linh. Chúng ta còn yếu lắm, nhưng mà nhờ sữa thiêng liêng để giúp cho cái đời sống thuộc linh của chúng ta được mạnh lên. Rồi chúng ta thấy cái thức ăn lỏng dễ ăn đó cho các em sơ sinh, nhưng mà khi các em đó lớn lên như là một thiếu nhi, một thiếu niên, một thanh niên, một người trưởng thành thì không ăn chất lỏng nữa mà ăn cá, ăn thịt, ăn rau cải, ăn những thức ăn đặc. Trong Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng cái thức ăn đặc dành cho người trưởng thành thuộc linh, không còn ăn sữa lỏng nữa, vì bây giờ không phải là baby mà là người lớn trưởng thành. Thức ăn lỏng, sữa thiêng liêng là những cái lẽ đạo sơ học căn bản. Ví dụ người mới tin Chúa thì được vị mục sư hay các chấp sự hướng dẫn dạy ở trong quyển giáo lý căn bản. Giáo hội Lutheran thì có ông tiến sĩ Martin Luther. Ông viết và soạn cho quyển giáo lý căn bản dành cho những tân trọng, là những người mới tin Chúa, để họ hiểu biết về những cái điều căn bản, giáo lý căn bản mà học hỏi, áp dụng và làm theo. Rồi khi đời sống của họ trưởng thành nhờ học Kinh Thánh hàng ngày, qua những cái lớp trường Chúa Nhật, qua những cái lớp học trung cấp, cao cấp, thì nó cũng có một cái quyển gọi là Đại Giáo Lý, quyển giáo lý lớn, Large, lớn hơn cái quyển nhỏ, là nhiều, chúng ta có giải nghĩa, giải thích nhiều hơn.
trong hội thánh mục sư quản nhiệm tổ chức những cái lớp học dạy kinh thánh để cho các và tùy theo trình độ đó, nghĩa là sơ học, sơ cấp, rồi đến trung cấp, rồi đến cấp cao hơn. Rồi chúng ta thấy có những cái chủng viện, đại chủng viện để dạy cho những người muốn học để đi phục vụ Chúa thì ở cái trình độ cao hơn. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh thật là huyền nhiệm, khó hiểu lắm, chứ không phải dễ đâu. Chúng ta biết những cái giáo lý, nếu chúng ta không học Kinh Thánh kỹ càng, không biết phân biệt được chánh giáo và tà giáo, thì chúng ta dễ bị sa lầm vào cái sự sai trật của chánh lý. Có nhiều giáo hội ngày hôm nay phủ nhận giáo lý Thiên Chúa Ba Ngôi, không tin. Rồi vấn đề tiệc thánh, giáo lý về tiệc thánh, có người họ cũng, có giáo hội họ cũng nêu lên giải khác. Rồi vấn đề bắp tên, rồi cái vấn đề giáo lý về Chúa Tái Lâm, vân vân. Những điều đó rất là khó, chúng ta không dễ dàng. Nếu không có học được lời của Chúa thì không phân biệt được thế nào là chánh giáo, thế nào là tà giáo. Thế cho nên chúng ta học lời Chúa từ các trình độ sơ cấp, sơ học cho đến cao hơn. Đó là Chúa ban cho chúng ta từng ơn phước, từng cái giai đoạn. Cho nên trong hội thánh, các tín hữu nên cần hiểu biết về lời Chúa, sự quan trọng như vậy, nuôi dưỡng cho đời sống của mình như thế nào. Thì những cái lớp học truyền Chúa Nhật đó cần tham dự, cần tham gia. Một hội thánh có nhiều người tín, có nhiều tín hữu tham dự vào các lớp học kinh thánh là chứng tỏ đời sống thuộc linh của các tín hữu được vững vàng hơn, được mạnh mẽ hơn, và nhờ lời Chúa sống động, tác động trong chúng ta để chúng ta có một cái sức khỏe thuộc linh, chúng ta mới có thể bước đi những cái bước đi kế tiếp mà Chúa muốn dạy, dạy cho Ezechiel và cho chúng ta. Bây giờ chúng ta nói đến cái điều này, chắc chắn các quý vị cũng đã thừa hiểu ăn như thế nào. Chúng ta không ăn nhanh được, ăn nhanh thì nó sẽ bị cái thức ăn đó nó còn nguyên, còn lớn, nuốt vào nó có không tốt cho cái hệ thống tiêu hóa của bao tử, cho đường ruột. Cho nên chúng ta được dạy là phải hai cái hàm răng phải nhai nghiền cái thức ăn, ăn chậm để nuốt vào và nuốt vào. Thành ra chúng ta thấy lời của Chúa, chúng ta đọc Kinh Thánh một chương, ví dụ như chương 1, chương 2 của chương 3 của Ezechiel, chúng ta đọc một phần, chúng ta cắt ngang như vậy đó, chúng ta khó hiểu lắm, thì chúng ta phải đọc từ 1, 2, 3, 4 để chúng ta hiểu được tổng quát cái điều gì Chúa muốn nói trong những đoạn Kinh Thánh này. Kinh Thánh thì viết cho người Cựu Ước, viết cho người Do Thái. Kinh Thánh Tân Ước thì viết cho người Âu Châu, người Hy Lạp, người La Mã. Trong Kinh Thánh, Cựu Ước, nhất là Cựu Ước, đối với chúng ta rất khó hiểu. Tại sao? Vì chúng ta không có cái bối cảnh văn hóa, lịch sử, tôn giáo giống như người Do Thái. Chúng ta đọc Kinh Thánh Cựu Ước có nhiều điều khó hiểu, tôi chấp nhận điều đó. Nhưng mà có những tài liệu giúp cho chúng ta, thì chúng ta khó hiểu, chúng ta có những tài liệu để tra cứu. Có cái quyển gọi là Thánh Kinh Từ Điển, Thánh Kinh Lược Khảo, và nếu mà trong Anh Văn thì còn có nhiều tài liệu khác nữa. Như vậy đó, có những cái phong tục của người Do Thái chúng ta không có. Có những cái đơn vị đo lường của người Do Thái khác với chúng ta. Cho nên chúng ta cần những tài liệu để hiểu được cái cách đo đạc, cái chiều kích của một căn nhà, một tòa nhà, hay là của cái đền thờ Jerusalem chẳng hạn. Thì còn tôi nói như vậy để thấy chúng ta có nhiều cái điều mà người Việt Nam mình đọc Kinh Thánh rất khó hiểu, hay là bên những cái phong tục của người Âu Châu trong thời Tân Ước nó cũng khác với người Việt Nam. Thành ra
chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta cần có những cái tài liệu giúp đỡ cho chúng ta để mà hiểu về cái phần Kinh Thánh mà Chúa muốn dạy cho chúng ta. Bây giờ ở trong Công Vụ chương 17 câu 11 đó, ông Luca ông có viết đến cái trường hợp này. Nếu quý vị về nhà đọc cái khúc Kinh Thánh này, tôi chỉ đọc một hai câu để đỡ mất thời giờ. Nhưng mà quý vị phải đọc Công Vụ Các Sứ Đồ chương 17, nhưng tôi đọc ở đây. Tức câu thứ 10. Tức thì trong ban đêm, anh em khiến Phaolô và Chila đi đến thành Bê-rê. Đến nơi rồi thì vào nhà hội người Giu-đa. Những người này có ý hẳn hoi hơn người Tê-sa-lô-ni-ca, đều là những thành phố tại Âu Châu, đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng có thật chăng. Những tín hữu tại Bê-rê là những người tra xét, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, tra xét lời của Chúa, xem thử cái những ông mà đứng giảng đó có đúng như lời của Chúa hay không. Nếu ngày hôm nay các tín hữu không học Kinh Thánh thì chúng ta không phân biệt được cái người mà giảng đó giảng cái điều gì, giảng như thế nào, giảng có đúng chánh đạo không hay là tà đạo. Cho nên chúng ta cũng nên học theo gương của các tín hữu cộng đồng người Bê-rê là đọc Kinh Thánh, tra xét người giảng họ giảng có đúng theo Kinh Thánh dạy hay không. Bây giờ Israel ăn lời của Chúa thì trong miệng nói rằng ngọt như mật. Cảm ơn Chúa. Thi Thiên 119 câu 103 tiết giả cũng viết như sau: lời Chúa ngọt ngào cho khẩu vị tôi biết bao, ngọt hơn mật ong trong miệng. Lời Chúa ngọt ngào quý báu dành cho chúng ta kinh nghiệm được điều đó. Nhưng cũng có một nhà giải kinh khác giải nghĩa về điểm này như sau: Ê-xê-chi-ên sau khi ăn lời Chúa rồi thì môi miệng cảm thấy ngọt như mật. Nhưng ở trong bao tử thì có cái vị giác đắng của lá mật. Đây là một điều chúng ta thấy có khó hiểu không? Quý vị xem ở trong Tân Ước, Khải Thị chương 10 câu thứ 9 có chép một trường hợp tương tự như thế: tôi là ông dân, tước giả của sách Khải Huyền, cũng là phúc âm dân. Tôi đi đến vị thiên sứ, xin người cho tôi quyển sách nhỏ. Thiên sứ bảo tôi: ngươi ăn lấy đi, nó đắng trong bụng ngươi, nhưng trong miệng sẽ ngọt như mật. Tôi lấy cuốn sách nhỏ nơi tay thiên sứ mà ăn, trong miệng ngọt như mật, nhưng khi nuốt rồi thì thấy đắng trong bụng. Giờ này có ý nghĩa gì? Lời Chúa là thức ăn nuôi dưỡng chúng ta, và Ê-xê-chi-ên, tước giả Thi Thiên hay là ông dân cảm thấy ngọt ngào, nhưng khi nuốt thức ăn hay là lời Chúa vào trong bụng thì cảm thấy cái vị đắng của lá mật. Có nghĩa là cái mục vụ của chúng ta sẽ phải đối diện với những thử thách hiểm nguy, những chống đối của những người vô đạo, những người chung quanh chúng ta. Họ chống đối phúc âm, chống đối những chứng nhân của Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cảm thấy đau đớn, đắng. Ê-xê-chi-ên có kinh nghiệm ấy khi ông ăn lời Chúa và đi ra gặp những người đồng hương. Bây giờ chúng ta nói đến điểm thứ hai.
là đi. Đi. Nói về thể chất, như lúc nãy tôi có nói, sau khi ăn thức ăn rồi một em sơ sinh được mạnh khỏe, sau 1-2 tuổi em bắt đầu hoạt động, em ngồi, em đứng, em đi. Rồi lớn lên thiếu niên, thanh niên thì chạy, nhảy, chơi thể thao. Đó là chứng tỏ cái cơ thể của người đó mạnh khỏe. Một em bé mà cứ nằm hoài ở trên cái, ở trong cái nôi là em bé bệnh hoạn, không lớn lên được. Về phương diện thuộc linh, một con đỏ thuộc linh nhờ sữa thiêng liêng nuôi dưỡng và đời sống được tăng trưởng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Đời sống của tín hữu được lớn lên do những cái lớp học giáo lý căn bản cấp sơ học. Rồi từ từ Chúa cho mình có thì giờ, có phương tiện, có cơ hội để chúng ta học cao hơn, nhiều hơn. Nhờ đó chúng ta được tăng trưởng về phần thuộc linh, chúng ta được huấn luyện, chúng ta học những giáo lý căn bản để đi ra làm chứng nhân cho Chúa. Ê-xê-chiên trước khi đi ra nói về lời Chúa thì ông được Chúa trang bị, cung cấp cho thức ăn thuộc linh. Thời của Ê-xê-chiên không có một cái quyển sách như chúng ta in như bây giờ, nhưng mà viết ở trên giấy dài ra, bề ngang cỡ khoảng này, rồi cuộn lại. Cho nên Chúa phán với ông Ê-xê-chiên hãy ăn lấy cái cuộn sách này. Cuộn sách này nói đến lời của Chúa. Ngày hôm nay thì chúng ta có Cựu Ước và Tân Ước cả trọn bộ để chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta suy gẫm. Bây giờ tôi muốn dừng lại đây một chút. Khi mà chúng ta ăn chậm, ăn để giúp cho cái tiêu hóa đó. Rồi trong Thi Thiên chương 1, trong Giô-suê đoạn 1 câu thứ 8 đó, thì nói rằng tôi suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm. Giô-suê thì nói rằng tôi và cả nhà tôi không có đứng xa cái quyển sách luật pháp của Chúa, mà phải gần, đến gần quyển sách luật pháp, đến gần là phải đọc, suy gẫm. Trong Thi Thiên nói rằng suy gẫm luật pháp Chúa ngày và đêm, có phải là chúng ta đọc lời của Chúa 24 tiếng đồng hồ không? Dĩ nhiên là không. Ban đêm chúng ta cũng phải ngủ. Ban ngày chúng ta đọc, ban đêm chúng ta ngủ. Nhưng mà một nhà giải kinh cho chúng ta, giải nghĩa cho chúng ta về cái chuyện suy gẫm lời Chúa ngày và đêm như thế nào. Là một cái hình ảnh dễ hiểu của học sinh, sinh viên đi học rồi đi thi. Buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối ngồi học, đọc bài để cho chuẩn bị cho cái ngày mai đi thi. Thì tối đi ngủ, sáng mai sửa soạn đi thi thì ngồi ôn bài lại, thì 5 giờ sáng, 6 giờ sáng để chuẩn bị cho đi ra khỏi nhà rồi đi thi. Thì những gì mà mình đã học, đã đọc, đã truy gẫm trong chiều đêm hôm trước đó, bây giờ sáng hôm nay ngồi ôn lại thì nó nhớ. Người ta nói rằng cái điều mình học đó nó vào trong cái tiềm thức của trí não. Bây giờ buổi sáng sớm xong một cái giấc ngủ thì nó nhớ lại và giúp cho sinh viên đi thi làm bài dễ dàng hơn. Lời Chúa cũng vậy, khi chúng ta truy gẫm lời Chúa ban ngày, ban đêm chúng ta vẫn ngủ, nhưng mà buổi sáng hôm sau chúng ta cũng thức dậy tương giao với Chúa và truy gẫm lời Chúa, thì chúng ta nhớ, chúng ta ghi nhớ lại những gì Chúa phán dạy với chúng ta trong Kinh Thánh. Ông Ê-xê-chiên được Chúa phán dạy ăn, suy gẫm lời Chúa rồi đi. Đi là chứng tỏ sự mạnh mẽ, không có ngồi một chỗ, không nằm một chỗ mà phải đi. Cũng như một em bé, một thanh niên, một người trưởng thành, sau khi được nuôi dưỡng, được ăn uống đầy đủ, mạnh khỏe, đi ra ngoài hoạt động ở ngoài cộng đồng, đi chơi banh,
thể thao, vân vân chẳng hạn, thì chúng ta người con của Chúa, tín hữu của Chúa cũng thế, chứng tỏ sức mạnh của mình về phần thuộc linh là hăng hái nhiệt thành trong cái công tác làm chứng nhân cho Chúa Giêsu, nói về phúc âm, đi ra ngoài, đi bằng cách nào. Ngày hôm nay thì chúng ta đi có nhiều phương tiện lắm, nhưng mà thời ông Ezechiel á thì không có nhiều cái phương tiện tốt như chúng ta ngày hôm nay đâu. Ông chỉ đi bộ mà thôi, chưa chắc là ông có ngựa để cưỡi nữa. Trong thế kỷ thứ 17 đó, tại Anh Quốc, có lẽ quý vị rõ tên của ông này, ông John Wesley. Trong kinh thánh, trong thánh ca mà chúng ta hát đó, có nhiều bài của ông John Wesley. Ông được Chúa đầy ơn trên, Chúa Thánh Linh đầy dẫy trên ông. Ông hăng hái, ông dùng đời sống của mình, sức khỏe của mình, và quyển sách tự thuật của ông kể lại trong suốt những cái năm 40 năm của ông đó, đi đây đi đó ở trong nước Anh đó, đi bằng ngựa, cưỡi ngựa. Thời đó thì chưa có tàu hỏa đâu, cũng chưa có ô tô đâu. Chúng ta biết là mãi cho đến năm 1825, một người Anh tên là George Stephenson là chế tạo cái hệ thống xe lửa đó, tàu hỏa đó. Mãi cho đến đó thì thời ông John Wesley chưa đâu, ông sống tới đó một thế kỷ chưa, nên đó ông phải đi bằng ngựa. Ngày hôm nay chúng ta có đầy đủ, chúng ta có chiếc xe đạp, chúng ta có xe gắn máy, chúng ta có ô tô, nhiều phương tiện lắm. Thì John Wesley đã để cuộc đời của mình cho Chúa, đi đây đi đó suốt nước Anh 25.000 dặm và giảng 40.000 bài giảng cho dân người đồng hương của mình tại Anh Quốc. Và về sau thì Chúa cũng cảm động ông và một nhóm người thành lập nhóm một cái giáo hội mới là Methodist Giám lý, có ở bên Mỹ này. Bây giờ chúng ta nói đến điểm thứ ba. Chúng ta được các em những đi học lớp mẫu giáo thì được thầy cô dạy cho những điều căn bản. Khi các em còn nhỏ 2-3 tuổi thì nói những điều đơn giản lắm, không có nói những cái điều gì cao xa, phải không? Rồi từ từ đến cái lớp tiểu học, trung học, đại học thì mới nói nhiều, nói giỏi. Đó là về một phương diện về vấn đề nói. Bây giờ trên bệnh viện thuộc linh thì chúng ta là những chứng nhân ra đi gặp đồng hương của mình. Chúng ta không nói về chính trị, kinh tế, văn chương, triết học, ngay cả đến chúng ta cũng không đá động đến cái tín ngưỡng tôn giáo của họ nữa. Làm như vậy đó, nó có một cái sự đụng chạm. Chúng ta chỉ nói về phúc âm. Quý vị thuộc hai câu văn đoạn 3:16, văn đoạn 3:16. Chúng ta nói về ơn phước của Chúa đã cứu mình, nói về cái kinh nghiệm, cái từng trải của mình được trở nên con của Chúa là như thế nào, Chúa cứu mình là như thế nào, trước đây mình sống tệ hại như thế nào, trước đây mình nghiện ngập, mình rượu chè, mình đánh vợ, mình đánh con, mình đi cờ bạc. Bây giờ quyền năng của Chúa cứu, đụng đến, thay đổi hết 180 độ. Như vậy, chúng ta nói đến cái ơn cứu rỗi, cái tường trại đó, nó tốt hơn, người ta sẽ cảm động. Chứ còn chúng ta không có đủ tài để nói về chính trị đâu, ngay cả kinh tế, văn chương, triết học nữa, những điều đó chúng ta đừng đụng đến.
ở trong Roma đoạn 10 câu 13 đến câu 15. Tôi muốn quý vị đọc những câu này để thấy rằng ông Phaolô nói về gì. Ông Phaolô nói về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Tôi xin đọc câu 13 đến câu 15. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thế nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng thì nghe làm sao? Lại nếu chẳng ai được sai đi thì rao giảng thế nào? Như có chép rằng những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Như vậy, nếu không có ai nói về phúc âm, nói về Chúa Giêsu thì làm sao họ biết mà tin? Nếu chẳng ai đi ra ngoài và rao giảng thì làm sao họ có thể nghe được, phải không? Câu 15, ông Phaolô lặp lại. Lại nếu chẳng ai được sai đi, ở đây là đi. Chúa cho chúng ta trở nên con của Chúa, làm chứng nhân cho Chúa, thì chúng ta đi và nói. Những bàn chân kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Những kẻ rao truyền, những bàn chân để đi, phải không? Chúng ta ăn, suy gẫm lời Chúa, chúng ta đi, chúng ta nói về thập tự giá. Và một chỗ khác trong Corinto đó, thì Phaolô cũng nói đến thập tự giá. Chúng ta không nói về những cái điều gì khác ngoài thập tự giá của Chúa Giêsu Christ. Cầu xin Chúa giúp tôi như các quý ông bà anh chị em. Ngày hôm nay quý vị là những con dân Chúa, những chấp sự trong ban chấp hành của Hội Thánh. Chúng ta không phải là tiên tri, chúng ta không phải là thầy tế lễ như là Ezekiel. Đó là những chức vụ đặc biệt. Nhưng chúng ta là tín hữu, là con của Chúa, đã được Chúa cứu chuộc. Cầu xin Chúa giúp tôi cũng như các quý ông bà anh chị em ngày hôm nay, chúng ta học được cái bài học của ông Ezekiel. Những điều gì mà tôi nói vừa qua có thể quý vị ra đây sẽ quên đi, nhưng mà nhớ lại ba động từ, ba chữ: ăn, đi và nói. Xin chúng ta cùng là Chúa yêu thương của chúng con, trong thời giờ vừa qua chúng con học lời của Chúa, nguyện xin Chúa Thánh Linh giúp đỡ mỗi đời sống của chúng con. Chúng con là con dân của Chúa, là tín hữu đã tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, để chúng con biết vâng theo lời Chúa phán dạy. Chúng con học, đọc, truy gẫm lời Chúa, chúng con được mạnh mẽ, chúng con đứng lên và đi và nói về phúc âm cứu rỗi cho những người đồng hương của chúng con. Chúa ban cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con không run sợ, nhưng chúng con được dạn dĩ về môi miệng mà chúng con nói về Chúa của chúng con. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin hội thánh đồng hồi xin cảm ơn những lời chia sẻ, giảng luận, giảng dạy của ông mục sư Nguyễn Hữu Ninh. Ông qua bài giảng dạy của hôm nay, con cả Chúa, chúng ta được rất là đầy ơn để biết vào chỉ ba chữ đồng từ thôi: ăn, đi và nói, và làm cho con cả Chúa liên tưởng đến những câu kinh thánh trong Giô-sê đoạn 1 câu 8 nói rằng: quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm
và cẩn thận làm theo, hầu cho đường lối con được bình an và thịnh vượng. Và cũng như ông vừa giảng dạy qua trong Roma, Chúa cũng nói trong Kinh Thánh nói rằng là về đồng từ nói để truyền bá cái phúc âm đến cho những người con được còn hư mất. Và trong đó một câu mà tất cả con cái Chúa đều ghi nằm lòng là bàn tay, bàn chân của những người rao giảng tin lành thật đẹp biết bao. Xin hội thánh chúng ta của hội thánh Baptist Sugarland hôm nay rất là vinh hạnh được có sự có mặt của ông mục sư Nguyễn Hữu Ninh, và ngoài ra là đặc biệt chúng ta cũng có sự hiện diện của một người về nhạc lý ở Houston ai cũng biết là nhạc sĩ Linh Phương, đồng thời là hôm nay cũng có con cái của mục sư Nguyễn Hữu Ninh hiện diện. Xin cảm ơn mục sư Nguyễn Hữu Ninh và tạ ơn Chúa về mọi điều con cái của hội thánh Sugarland được nhận phước hạnh hôm nay. Và nhân đây hội thánh cũng có món quà nhỏ nhỏ xin gửi đến ông mục sư Nguyễn Hữu Ninh, và cũng cầu chúc ông trên bước đường truyền giảng tin lành cho con cái Chúa được rất là nhiều, ông bà được rất là nhiều sức khỏe, và hy vọng một ngày nào đó hội thánh cũng được nhận lại sự tiếp đón một lần nữa, nhiều lần nữa. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Dạ, xin kính mời quý hội thánh chúng ta cùng đứng lên và tôn vinh Chúa bài thánh ca tôn vinh chân thần. Sau đó ông mục sư của chúng ta sẽ cầu nguyện, ông mục sư Bùi Thế Hiền sẽ cầu nguyện chúc phước. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, tình yêu thương bao la của Đức Chúa Cha, sự hy sinh cao cả của Chúa Giêsu Christ và sự thông công mật thiết của Đức Thánh Linh ở với lại toàn thể quý ông bà anh chị em chúng con, cho chúng con luôn luôn ăn lời của Chúa, cho chúng con luôn luôn suy ngẫm lời của Ngài ngày và đêm. Và xin Chúa cho chúng con sau khi suy ngẫm hiểu được lời của Chúa rồi thì sẵn sàng bước đi để cùng chia sẻ về tin lành của Chúa cho đồng bào của chúng con, để chúng con không nói những câu chuyện tầm vào cuộc đời, nhưng mà chúng con nói lời Kinh Thánh, chúng con nói tin lành của Chúa Giêsu để tất cả mọi người đều biết về Chúa và thờ phượng Ngài từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Dạ, tất lễ kính chúc quý ông bà mục sư.